What were you? You was your VA? What kind of the VA were you retired from? Air Force. Oh, ông là gì? Không quân. Đó. Ông là Mỹ trắng này, ông là không quân. Do you hate the communists? No, I love the communists. No, ông nói. Hỏi ông. Ông. You say something about it because nè, bọn mình muốn chứng nhận là người Mỹ trắng nè, ha, người không quân đã đi về nghỉ hưu rồi đó. Đó. Ổng ổng nói ổng đâu có ghét cộng sản đâu, mà mấy người ở bên này á đội nón lên nó gọi là bưng bô vậy là bác này cũng they say okay. You they say if they see the, those Vietnamese the ex soldier from before 1975 they say that if whoever wear this hat there will be a kiss ass of a communist. Ý tôi nói là như vậy á, là những người Bauer nói là những người mà đội nó lên á gọi là bu bưng bô liếm đứt cộng sản, thì tôi muốn chứng nhận là đó như vậy. Còn hồi nãy giờ á là cái mấy cái anh kia nói á, cái anh kia nói á, tụi tôi vừa lao động, tụi tôi vừa đội nó, tụi tôi nói chuyện là thấy không, mấy người nó đừng bao giờ mà nói là bưng bô rồi thấy không. Ok, so that's thank for your 2 minutes. Ok, okay, thôi see. Thank you. So, với lại hồi nãy á, mấy cái người cái anh kia nói á, là 4 triệu người dân ở Việt Nam á, 4 người dân ở Việt Kiều á, Mỹ á, tại sao không đứng lên chống đối? Cái đó là trong 4 triệu người đó đó thì chỉ có khoảng chừng 2% đó thôi, hoặc là 3% đứng lên chống đối chính quyền thôi, chứ còn đâu có ai khùng đâu. 4 triệu người đi ra nước ngoài, người ta đâu có đánh háng đâu, người ta đi chống đối. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng chính xác. Đâu có ai. Đâu ai đánh, đâu ai đánh hắn đâu nè, tụi tôi còn phải lao động nè, thấy chưa? Tụi tôi còn phải hút rác nè, nè, tôi là chủ thầu á, đây còn phải hút rác đi, đổ rác lên, đổ rác chứ bộ. Đâu ai đánh. Anh John, có cô qua dưới hỏi cái ông người Mỹ đó tên gì vậy anh John? Ờ, Joe, có gì con nhắn cái số quân của ổng qua cho con, cái số quân của con nữa. Tôi muốn điều tra hết cô Huệ. Cô Huệ ở bên, bên Georgia mà. Nè. Dạ, cô Huệ này cũng là Việt Kiều Mỹ nè. Cậu bên Mỹ mà cổ đâu có chống cộng đâu. Hình như cổ, dạ hình như cổ hồi xưa cũng là bảo que nặng nặng đó. Cổ làm cho chính quyền Việt Nam á, nhưng mà cậu đâu bây giờ cho chống đối đâu. Xin lỗi mà cái anh hồi nãy người bắt mà đầu chọc á. Anh nói 4 triệu dân. 4 anh triệu. Kiếm sầu hay là kiếm gì đó. Anh nói 4 triệu dân Việt Việt Nam sống ở trên toàn thế giới á. Là trong đó có 2% thôi. Không có ai mà chống đối, không ai khùng đâu chống đối. Tự nhiên cái kêu đi bỏ tiền ra đây làm cái gì, đi làm chính trị làm gì? Trời ơi, tụi tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, gia đình rồi này nọ. Chứ ai mà khùng đi chống đối làm gì? Có mấy thằng khùng á. Tụi tôi làm, tụi tôi phải trả tiền thuế cho tụi nó. Tụi nó lấy tiền thuế của tụi tôi ăn trợ cấp. Rồi còn đi gây rối nha anh. Gây rối nữa, tụi tôi chưa phản đối nữa mà đi phản đối lại tụi tôi. Đó, thì mình nói như vậy thôi. Thôi dạ, mấy okay. Anh ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ.